Chào mừng các em học sinh khối lớp 7 đã đến với tiết ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2. Ở bài kiểm tra giữa học kỳ này, các em sẽ có hai phần. Phần 1 là trắc nghiệm 4 điểm, phần 2 là tự luận 6 điểm. Thời gian làm bài sẽ là 60 phút. Về nội dung ôn tập, ở phân môn lịch sử, các em sẽ học bài 17, bài 18. Phân môn địa lý, các em học bài 11, bài 13 và bài 14. Cô cùng các em sẽ bước vào ôn tập phần trắc nghiệm. Phần trắc nghiệm gồm có 24 câu. Ở phân môn lịch sử gồm 12 câu, phân môn địa lý gồm 12 câu. Ở mỗi câu trắc nghiệm sẽ gồm có 4 đáp án A, B, C, D. Các em sẽ chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi. Cô cùng các em sẽ bước vào ôn phần trắc nghiệm ở phân môn lịch sử. Câu 1. Quân dân nhà Trần đã phải kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên bao nhiêu lần? Đáp án đúng đó là câu C. 3 lần. Câu 2. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng "Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ chớ có lo gì"? Đáp án đúng đó là câu A. Trần Thủ Độ. Câu 3. Kế sách nào đã được nhà Trần sử dụng trong cả 3 lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên? Đó là kế sách vườn không nhà trống. Câu 4. Tổng chỉ huy các lực lượng kháng chiến chống quân Nguyên năm 1285 của nhà Trần là ai? Câu trả lời đúng đó là câu B. Trần Hưng Đạo. Câu 5. Năm 1257, khi Mông Cổ cho quân áp sát biên giới Đại Việt và cử sứ giả đến Thăng Long dụ hàng, vua Trần Thái Tông đã có thái độ như thế nào? Đáp án đúng đó là câu C. Cho bắt giam sứ giả, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng kháng chiến. Câu 6. Khi cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ xâm lược năm 1258, đã diễn ra những trận đánh lớn nào? Câu B là câu trả lời đúng. Bình Lệ Nguyên, Phù Lỗ, Đông Bộ Đầu. Câu 7. Năm 1279, nhà Nguyên đã chiếm được toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc và ráo riết chuẩn bị lực lượng để xâm lược Đại Việt. Trước tình hình đó, nhà Trần đã làm gì? Đáp án đúng là câu D. Triệu tập hội nghị Bình Thang và Diên Hồng để bàn kế sách đánh giặc. Câu 8. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng "Bệ hạ chém đầu tôi trước rồi hãy hàng"? Đáp án đúng đó là câu C. Trần Hưng Đạo. Câu 9. Địa danh lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố sau "Sông nào nổi sóng bạc đầu, ba phen cọc gỗ đâm tàu xâm lăng"? Đáp án đúng đó là câu B. Sông Bạch Đằng. Câu 10. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược năm 1285, quân Trần đã giành được những chiến thắng lớn ở đâu? Đó là câu Câu A. Ở Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương và Thăng Long. Câu 11. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân thắng lợi trong 3 lần kháng chiến chống Mông Nguyên? Đó chính là câu C. Quân Mông Nguyên số lượng ít, khí thế chiến đấu kém cỏi. Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của 3 lần kháng chiến chống Mông Nguyên? Đó là câu A. Buộc nhà Nguyên phải kiên nể, thần phục đối với Đại Việt. Cô cùng các em cùng ôn tập tiếp sang phân môn địa lý. Câu 13. Khoáng sản có giá trị đang được khai thác ở môi trường nhiệt đới là? Đáp án đúng đó là câu B. Vàng và đồng. Câu 14.
Công nghệ tưới và công nghệ nhà kính được dùng để... Đó là... Thành lập các trang trại ở ốc đảo, câu A. Câu 15. Khu vực Đông Nam Châu Phi được khai thác để... Đó là câu... Câu D. Trồng cây công nghiệp và cây ăn quả xuất khẩu. Câu 16. Đất trồng ở môi trường xích đạo được dùng để... Đáp án đúng là câu... Câu B. Được dùng để trồng cây công nghiệp quy mô lớn. Câu 17. Những khó khăn mà con người phải đối mặt ở môi trường xích đạo là... Câu trả lời đúng là câu... D. Diện tích rừng bị suy giảm, xói mòn đất. Câu 18. Các khu bảo tồn thiên nhiên được thành lập ở môi trường nào? Đáp án đúng đó là câu... B. Môi trường nhiệt đới. Câu 19. Hoạt động du lịch nghỉ dưỡng được phát triển mạnh ở các trung tâm du lịch nổi tiếng ở môi trường cận nhiệt như... Đáp án đó là câu... Câu D. Cairo, Cape Town. Câu 20. Lúa mì, nho, ô liu được trồng ở môi trường tự nhiên nào? Đó là môi trường cận nhiệt, câu D. Câu 21. Nguyên nhân nào đã làm cho số lượng các loài động vật hoang dã ở châu Phi suy giảm đáng kể? Đó là do nạn săn trộm, câu D. Câu 22. Những khó khăn mà con người phải đối mặt ở môi trường cận nhiệt là... Đó chính là hiện tượng hoang mạc hóa, câu B chính xác. Câu 23. Tính đến năm 2020, châu Phi có bao nhiêu vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên? Đó là... Câu B. 218 khu bảo tồn và vườn quốc gia. Câu 24. Các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên phân bố trên bao nhiêu quốc gia ở châu Phi? Đó là câu C, 35 quốc gia. Cô cùng các em sẽ bước vào ôn tập phần tự luận. Phần tự luận sẽ gồm 7 câu. Ở môn lịch sử, các em sẽ học 4 câu và phần môn địa lý là 3 câu. Cô cùng các em bước vào ôn tập ở phần môn lịch sử phần A. Câu 1. Em hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên. Câu 2. Em hãy nêu những nội dung chính trong công cuộc cải cách của Hồ Quý Ly. Ở câu này thì các em sẽ trả lời và học trong cái công cuộc cải cách của Hồ Quý Ly theo 4 cái lĩnh vực. Đó là chính trị, hành chính, kinh tế xã hội, quân sự quốc phòng và văn hóa giáo dục. Câu 3. Những cải cách của Hồ Quý Ly đã có những tác động như thế nào đến xã hội thời nhà Hồ? Câu 4. Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn có vai trò như thế nào đối với triều đại nhà Trần và lịch sử dân tộc thế kỷ 13? Chúng ta cùng ôn tập sang nội dung phần tự luận ở phần B, phần môn địa lý. Câu 5. Em hãy trình bày vị trí địa lý của châu Mỹ. Câu 6. Các quốc gia châu Phi đã có những biện pháp gì để khai thác thiên nhiên ở môi trường hoang mạc và môi trường nhiệt đới? Câu 7. Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của trạm Toronto ở Canada và trạm Miami ở Hoa Kỳ và cho biết các kiểu khí hậu của trạm này. Trên hình là cô cho hình ảnh của hai trạm Toronto, Canada và trạm Miami ở Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ phân tích dựa vào cái bảng màu cam. Nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu độ C?
Nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu độ C? Biên độ nhiệt năm là bao nhiêu độ C? Các tháng mưa nhiều là những tháng nào? Các tháng mưa ít là những tháng nào? Và từ đó các em hãy cho biết trạm đó thuộc kiểu môi trường nào. Câu 7. Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của trạm Toronto ở Canada, trạm Miami ở Hoa Kỳ và cho biết kiểu khí hậu của các trạm này. Các em sẽ quan sát trên màn hình. Ở đây cô sẽ phân tích về trạm Toronto trước. Trên màn hình trạm Toronto thì ta thấy là có hai trục tung. Cái trục tung màu xanh là ký hiệu cho lượng mưa với đơn vị là mm. Còn trục tung màu đỏ đó là nhiệt độ với đơn vị là độ C. Và trục hoành đó là các tháng trong năm, từ tháng 1 đến tháng 12. Để xác định nhiệt độ cao nhất, các em sẽ đặt thước vào điểm cao nhất trên đường chỉ màu đỏ. Và chúng ta sẽ gióng qua cột nhiệt độ để xác định xem là nhiệt độ là bao nhiêu độ C. Ở trạm Toronto, nhiệt độ cao nhất cô xác định được đó là 23 độ C. Và để đo nhiệt độ thấp nhất, cô sẽ đặt thước vào điểm thấp nhất trên đường chỉ màu đỏ và gióng qua cột nhiệt độ. Cô xác định được nhiệt độ thấp nhất ở trạm Toronto đó là 1 độ C. Về biên độ nhiệt năm, để tính biên độ nhiệt năm thì các em sẽ lấy nhiệt độ của tháng cao nhất trừ cho nhiệt độ của tháng thấp nhất và biên độ nhiệt độ năm ở đây là 22 độ C. Ở trạm Toronto này, các tháng mưa nhiều là những tháng có lượng mưa trung bình trên 50 mm. Chúng ta sẽ đặt thước vào những cái cột màu xanh và các em sẽ gióng qua cột lượng mưa. Như vậy khi đặt thước vào thì ta thấy được là các tháng mưa nhiều đó là từ tháng 4 đến tháng 11. Và những tháng có mưa ít là những tháng có lượng mưa trung bình dưới 50 mm. Sẽ là từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Về kiểu môi trường thì ta thấy ở đây vào mùa hè thì khí hậu nó nóng, nhiệt độ trung bình là 23 độ C và có mưa nhiều từ tháng 11. Từ tháng 4 đến tháng 11 thì mưa nhiều. Còn mùa đông thì khí hậu nó lạnh 1 độ C và mùa đông thì mưa ít. Cho nên là kiểu môi trường ở trạm Toronto này ta xác định nó sẽ là kiểu môi trường ôn đới. Tương tự như trạm Toronto, ở trạm Miami, để lấy được nhiệt độ cao nhất cô đặt thước trên điểm cao nhất của đường chỉ màu đỏ. Ta có được nhiệt độ cao nhất là 32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ta đặt thước ở điểm thấp nhất trên đường chỉ màu đỏ. Ta có được nhiệt độ thấp nhất là 23 độ C. Về biên độ nhiệt năm, ta sẽ lấy nhiệt độ của tháng cao nhất trừ cho nhiệt độ của tháng thấp nhất và biên độ nhiệt năm ở đây là 9 độ C. Ở trạm Miami, các tháng mưa nhiều là những tháng có lượng mưa trung bình trên 100 mm. Như vậy thì ta sẽ đặt thước vào những cái cột màu xanh và gióng qua cái cột lượng mưa để xác định những tháng có mưa nhiều. Và ta thấy ở đây những tháng có mưa nhiều đó là từ tháng 5 cho đến tháng 10. Và những tháng có mưa ít là những tháng có lượng mưa trung bình dưới 100 mm. Và ở đây là tháng 11 đến tháng 4 của năm sau. Về kiểu môi trường thì các em thấy là vào mùa hạ thì nhiệt độ rất là cao, rất là nóng, trên 30 độ C. Và mùa hạ thì mưa rất là nhiều, từ tháng 5 đến tháng 10 lượng mưa trung bình trên 100 mm. Còn về mùa đông thì các em thấy mùa đông ở đây nhiệt độ trung bình vẫn trên 20 độ C. Như vậy thì mùa đông nó không có lạnh và mùa đông vẫn còn rất là nóng. Và mùa đông ở đây thì lượng mưa trung bình hầu như là đều là trên 50 mm. Như vậy ta có thể thấy ở trạm Miami này nó nóng, khí hậu nóng và có mưa rất là nhiều. Như vậy thì ở trạm này nó sẽ thuộc kiểu môi trường đó là nhiệt đới. Ở phần dặn dò, các em sẽ học bài theo nội dung ôn tập trong bài giảng và hoàn thành nội dung vào đề cương ôn tập. Cô chúc các em làm bài kiểm tra thật tốt.